chào các em. Hôm nay chúng ta đến với nội dung chế độ dinh dưỡng trong hoạt động thể dục thể thao. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng và vai trò của chất dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao. Về tầm quan trọng thì dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao rất quan trọng vì là nguồn năng lượng cho các hoạt động thể chất và luyện tập thể dục thể thao. Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện phải cân đối và đa dạng giữa các thành phần dinh dưỡng, phải phù hợp với lứa tuổi, giới tính, trọng lượng và mức độ vận động. Về vai trò, các chất dinh dưỡng có vai trò tích cực nâng cao sức khỏe, phát triển cơ thể, giúp phòng ngừa bệnh và hồi phục sau chấn thương. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý giúp cải thiện hệ xương, cơ, tăng chiều cao, tăng sức đề kháng và giảm béo phì. Ngoài ra, dinh dưỡng tốt cũng góp phần phát triển trí não, giúp tập trung trong học tập và rèn luyện thể dục thể thao. Trong tập luyện thể dục thể thao, dinh dưỡng còn góp phần tăng cường thể lực như sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự dẻo dai và khéo léo, giúp cơ thể phát triển cân đối, thân hình khỏe mạnh. Về nhu cầu năng lượng của học sinh lứa tuổi lớp 6, độ tuổi từ 12 đến 13 tuổi, nhu cầu dinh dưỡng đối với nam là từ 2.100 đến 2.300 kilocalo trong một ngày, với nữ thì từ 2.000 đến 2.200 kilocalo trên một ngày. Do vậy, các em cần ăn đầy đủ các thực phẩm và phối hợp cân đối giữa các nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết. Sau đây, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhóm thực phẩm chính và nước uống. Đầu tiên là nhóm thực phẩm cung cấp chất bột đường. Thứ hai, chất đạm. Thứ ba, chất béo. Thứ tư, vitamin, khoáng chất. Và cuối cùng là nước. Sau đây, các em sẽ đi vào tìm hiểu các nhóm thực phẩm chính và nước uống. Nhóm thứ nhất là nhóm thực phẩm cung cấp chất bột đường. Đây là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể hoạt động. Ví dụ như các loại ngũ cốc, gạo, ngô, bột mì, khoai sắn, các loại đậu, khoai tây, vân vân. Miến, bún, phở, bánh mì, mì gói, vân vân. Trái cây thì có xoài, chuối, vân vân. Các sản phẩm từ sữa, đường, kẹo, nước ngọt, siro, vân vân. Nhóm thứ hai đó là nhóm thực phẩm cung cấp chất đạm, cung cấp các thành phần thiết yếu cho cơ thể như xây dựng cơ bắp, tăng cường sức đề kháng, vân vân. Chất đạm có nguồn gốc từ động vật như thịt, cá các loại, cá ngừ, bò nạc, ức gà, trứng, vân vân. Các chất đạm có nguồn gốc từ thực vật như đậu nành, lạc, yến mạch, bí đỏ, bắp cải, phô mai, vân vân. Các em quan sát trên hình ảnh là một số thực phẩm cung cấp chất đạm. Chúng ta thấy là có đường, trứng, sữa, cá, vân vân. Nhóm thứ ba là nhóm thực phẩm cung cấp chất béo. Chất béo giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, hỗ trợ cơ thể hấp thụ vitamin. Có hai loại chất béo, đó là chất béo bão hòa và chất béo chưa bão hòa. Chất béo bão hòa có trong mỡ động vật, khó hấp thụ nên hạn chế sử dụng. Đối với chất béo chưa bão hòa thì có lợi cho sức khỏe, tốt cho hệ tim mạch, giảm nồng độ cholesterol xấu có trong dầu ăn, lạc, vừng, các loại hạt như hạt dẻ, hạt bí ngô, vân vân, đậu phụ, phô mai, bơ, vân vân. Các em quan sát trên màn hình là nhóm thực phẩm cung cấp chất béo.
Tiếp theo, các em tìm hiểu về nhóm thực phẩm cung cấp vitamin và khoáng chất. Nhóm thực phẩm này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta phát triển, tăng cường đề kháng, chống lại bệnh tật, gồm các loại vitamin A, B, C, D. Vitamin A thì có trong cà rốt, khoai nghệ, đu đủ, xoài, cà chua, bí đỏ, vân vân và các rau cỏ màu xanh thẫm. Vitamin B thì có trong rau xanh thẫm, đậu, đỗ, lạc, ngũ cốc, cá và trứng. Vitamin C thì có trong các loại quả có múi như cam, quýt, bưởi, vân vân, ớt xanh, dâu tây, cà chua, bông cải xanh, khoai tây, vân vân. Vitamin D có nhiều trong dầu cá, trứng, sữa và một nguồn lớn vitamin D được quang hợp trong da nhờ tác động ánh sáng mặt trời. Các em quan sát hình ảnh thực phẩm cung cấp vitamin A. Tiếp theo là những thực phẩm cung cấp vitamin B. Những thực phẩm cung cấp vitamin C, các em quan sát hình ảnh. Cuối cùng là những thực phẩm cung cấp vitamin D. Và các em hãy nhớ là một nguồn lớn vitamin D được quang hợp trong da nhờ tác động của ánh nắng mặt trời. Cuối cùng là nước uống. Nước là thức uống quan trọng nhằm duy trì cuộc sống của con người, là thành phần quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Nước rất cần thiết trong đời sống hàng ngày và trong tập luyện thể dục thể thao. Khi tập luyện, các em có thể sử dụng nước sạch, đun sôi để nguội hoặc nước uống đóng chai có nguồn gốc rõ ràng. Ra các em có thể sử dụng nước trái cây và các loại nước ép từ rau, củ, vân vân. Các em cần chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của thể chất. Các yếu tố đó là dinh dưỡng, vận động và nghỉ ngơi. Chế độ dinh dưỡng hợp lý trong quá trình tập luyện thể dục thể thao như ăn đúng giờ, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nước đầy đủ. Sau đây là những câu hỏi để củng cố bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, hãy nêu tầm quan trọng và vai trò của các chất dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao. Câu hỏi thứ hai, có mấy nhóm thực phẩm chính? Kể tên và cho ví dụ từng loại. Câu hỏi thứ ba, theo em, trong tất cả các chất dinh dưỡng kể trên, chất dinh dưỡng nào quan trọng nhất và vì sao?